Question 110. On the sale of a business, which of the following items would incur sales tax? A. Furniture. B. Goodwill. C. Fixtures. D. Both A and C. Correct answer is D. Both A and C. Sales tax is collected on the transfer of furniture and fixtures. Goodwill is not taxable. Câu 110. Khi bán doanh nghiệp, mặt hàng nào sau đây phải chịu thuế doanh thu? A. Đồ nội thất. B. Đồ từ thiện. C. Đồ đạc. D. Cả A và C. Câu trả lời đúng là D. Cả A và C. Thuế bán hàng được thu khi chuyển nhượng đồ nội thất và đồ đạc. Đồ từ thiện không phải chịu thuế.